thì cơ bản là cái bộ sản phẩm này bằng một khoảng một nửa, hơn một nửa một chút so với bộ vua sập thờ bên kia của chú chị nhá. Xin chào cô chú và anh chị, chào mừng cô chú và anh chị đang xem video của Nam. Thì video này thì Nam cũng sẽ chia sẻ cho cô chú và anh chị hai cái mẫu bàn thờ đẹp mà hiện nay thì một số khách hàng cũng đang rất là ưa chuộng và rất là thích hai mẫu bàn thờ này. Thì bây giờ Nam cũng chia sẻ cũng như sẽ báo giá cho cô chú anh chị để cô chú anh chị tham khảo nhé. Đây là mẫu sập thờ mà dạ đục 6 chim. 6 chim tức là như thế nào? Tức là hai chú chim phía bên dưới và hai bên nữa là hai chú chim. Thì đây gọi là dạ mẫu đục 6 chim. Và mẫu này là mẫu gọi là mẫu sập thờ mai điểu dạ đục 6 chim cô chú anh chị nhá. Thì mẫu này thì mẫu phổ thông dày 5 phân dạ tiền và phần dạ ngang dày 5 phân, chân 24. Gỗ lạc là tương đối là khô rồi cô chú anh chị ạ. Chân 24, khuôn 5 ván 2. Bộ sản phẩm này là hương đá 100% luôn. Mẫu này thì được mới thiết kế cô chú anh chị nhá. Ở phía bên trên là cổ 5 khung cô chú anh chị ạ. Cổ 5 khung, cổ 5 khung, khuôn 5 ván 2, chân 24. Thì bộ sản phẩm này ấy thì đang có giá là 34 triệu hoàn thiện. Đấy thì Nam sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị xem. Rơi ngậm chữ phúc nhá, dạ 6 chim. Và bên dưới bàn cơm nếu mà cô chú anh chị lấy kèm bàn cơm là 6,8 triệu. Và chân của bộ sập thờ mai điểu này thì bộ này là chân quả đào, hoa mai cô chú anh chị nhá. Và bổ mộng ở đây là mộng vua. Còn như bộ sập thờ này thì Nam xin chia sẻ cho cô chú anh chị biết là bộ sập thờ này là bổ mộng, là mộng chéo là cái thứ nhất. Và bộ sản phẩm này thì là dạ 10 phân liền chứ không phải là dạ 5. 10 cũng là hàng 6 chim. Thì Nam xin đính chính so sánh cho cô chú anh chị là để cô chú anh chị tránh nhầm lẫn là cái hàng 6 chim của bộ vua sập thờ nó khác nhá. Đây nhìn đục nó sẽ cầu kỳ hơn đúng không ạ? Thì bộ sản phẩm này là ở giữa là rơi ngậm chữ phúc và ở hai bên cũng là rơi ngậm chữ phúc cô chú anh chị nhá. Có đặc điểm là bộ sản phẩm này là chân 26 và bổ mộng chéo. Còn như bộ sản phẩm mai điểu kia thì là chân 24, bộ này chân 26 bổ mộng chéo. Và hai tầng cổ chỉ dày 5 phân. Bộ này thì nó là hàng cao cấp hơn. Dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Và chân ở đây là đục chân chim. Thì nó tùy vào các bộ sập thờ này thì nó có những cái mẫu mã khác nhau đi kèm. Ví dụ chân chim mà đục sập thờ mai điểu thì nó sẽ không phù hợp so với hàng vua sập thờ mà đục chân chim đúng không ạ? Đấy, bên trên là khuôn 5 ván 2. Với bộ sản phẩm này ấy, thì hiện tại là cũng là gỗ hương đá. Gỗ hương đá 100% luôn. Và giá hoàn thiện của bộ sản phẩm này đang bán là 60 triệu hoàn thiện, chân 26 nhá. Chân 26 mà dạ tiền 10, dạ ngang 10. Đục rơi ngậm phúc hết. Chân chim. Còn như bộ sản phẩm này thì nó rẻ hơn. Bộ sản phẩm này thì dạ tiền đục mai điểu. Mai điểu cùng dạ 6 chim, rơi ngậm chữ phúc và dạ ngang đục hoa hồng thì đang rơi vào là 34 triệu hoàn thiện. Bên trên là cổ, là cổ 5 khung. Cô chú chị nhá. Và bộ sản phẩm này thì đang có giá hoàn thiện là 34 triệu hoàn thiện, bổ mộng vuông. Và bàn cơm là 6,8 triệu cô chú ý nha. Thì cơ bản là cái bộ sản phẩm này thì nó chỉ bằng một khoảng một nửa, hơn một nửa một chút so với bộ vua sập thờ bên kia cô chú ý chị nha. Thì đấy là Nam chia sẻ cho cô chú chị biết. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Nam và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.